Cựu nhân viên NSA Phó Hoàng Nghĩa bị tù 5 năm rưỡi vì mang tài liệu quốc phòng về nhà. Kính thưa quý vị, tính đến từ Maryland, một cựu nhân viên gốc Việt tại cơ quan an ninh quốc gia NSA vừa bị tuyên án hôm thứ Ba về tội mang tài liệu quốc phòng tối mật của chính phủ Hoa Kỳ về nhà cất giữ. Ông Phó Hoàng Nghĩa, 67 tuổi, cư dân Ellicott City, tiểu bang Maryland, bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù giam. Trước tòa, ông Nghĩa nói tiếng Anh một cách không trôi chảy, giải thích rằng ông sao chép những hồ sơ của chính phủ và những bản ghi chứa thông tin quốc phòng để có thể làm việc tại nhà. Ông làm vậy trong nỗ lực để được thăng chức vì đã gần tới tuổi về hưu. Ông Nghĩa sinh ra ở Việt Nam và là một công dân Mỹ nhập tịch. Ông làm lập trình viên cho đơn vị Terrorist Access Operations, gọi tắt là TAO, của NSA, liên quan đến các hoạt động trên mạng. Các tội danh đối với ông Nghĩa có khung hình phạt lên tới 10 năm tù. Các công tố viên đề nghị mức án 8 năm tù. Vụ án của ông Nghĩa được truyền thông Hoa Kỳ chú ý vì nằm trong một loạt trường hợp nhân viên và nhà thầu NSA thu thập tài liệu tối mật về quốc phòng. Tuy nhiên, thì các nhà điều tra không tìm thấy dấu hiệu ông Nghĩa đã bán thông tin cho một tổ chức nào. Những cựu nhân viên NSA từng bị bắt hoặc bị truy tố trước đây bao gồm ông Edward Snowden, người công bố cả một kho tài liệu mật về chương trình nghe lén của NSA, và cô Reality Winner, người sao chép và bán một bản báo cáo của NSA cho cơ quan truyền thông.